về lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Phút sinh hoạt truyền thống bắt đầu. Về dự đại hội thanh niên hôm nay, em xin nhiệt liệt và trân trọng đến giới thiệu anh Lê Hồng Trung, bí thư xã đoàn về dự đại hội ngay của chúng ta. Em xin trân trọng đến giới thiệu thầy Phạm Minh Toàn, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Vào đăng ký quy định đổi mới, lấy công bố thông qua
nước trong không khí phấn khởi và đoàn kết của toàn đội năm học 2022-2023 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chào mừng đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ 14 nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 18 xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của đội thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ 14 nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục thực hiện thiếu nhi của các thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy và các phong trào chương trình cuộc vận động của đội trong giai đoạn mới phù hợp với từng nhóm tuổi thiếu niên nhi đồng ở địa bàn, tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các công trình phần việc hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo giúp đỡ trẻ em, các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập rèn luyện phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, nâng cao chất lượng công tác nhi đồng và xây dựng công tác tổ chức đội trong nhà trường, tích cực hỗ trợ thiếu nhi trong học tập và đời sống vui chơi giải trí, huy động nguồn lực chăm lo giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề năm học thiếu nhi Việt Nam làm nền nghiệp tốt tiến bước lên đoàn, với chủ đề trên mỗi đội viên chúng ta phải cố gắng trong học tập, tập trung trong tổ chức và học tập giáo dục truyền thống lịch sử tình yêu quê hương đất nước đạo đức lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, rèn luyện tu dưỡng đạo đức hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ để trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Đội viên trong toàn liên đội tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động nói lời hay làm việc tốt, thể hiện qua từng câu nói có văn hóa và những việc làm tốt từ nhỏ nhất. Thưa đại hội, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dìu dắt, hướng dẫn và phụ trách. Trải qua 82 năm đội ta được Đảng và Bác Hồ trực tiếp sáng lập và rèn luyện, đại hội chúng ta hôm nay vô cùng thương tiếc và biết ơn Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người luôn quan tâm dìu dắt đội ta lớn mạnh. Hôm nay chúng ta được ngồi học dưới mái trường khang trang, được sống trong hòa bình, được nhìn thấy những thứ rồi của đất nước của chúng ta luôn ghi ơn và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do, vì tổ quốc mến yêu, để xứng đáng với truyền thống của cha ông đi trước. Mỗi đội viên chúng ta càng vượt khó trong học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, để là người có ích cho gia đình và xã hội. Đại hội chúng ta hôm nay nhận lời chào mừng quý vị đại biểu của huyện đoàn, xã đoàn, các giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo là anh chị phụ trách các chi đội trong đoàn thể nhà trường đã về dự đại hội chúng ta hôm nay. Với khí thế năm học mới, tinh thần mới, thay mặt đoàn chủ tịch, em xin trân trọng khai mạc đại hội liên hội năm học 2022-2023. Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô quý, chúc đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình là báo cáo tổng kết hoạt động đội năm học 2021-2022. Mời bạn Lưu Thanh Ngọc. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, kính thưa đại hội, em xin thông qua báo cáo tổng kết hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Nhằm đánh giá hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, Liên đội trường Trung học cơ sở Bắc Tài tổng kết tình hình hoạt động của đội liên đội trong năm học qua. 1. Tình hình tổ chức liên đội. Trường tập trung 1 điểm học 2 ca sáng và chiều, sáng khối 7 và 9, chiều khối 6 và 8. Liên đội gồm 17 chi đội, tổng số đội viên đầu năm là 556 bạn, 304 nữ. Ban chỉ huy liên đội gồm 17 bạn, trang thiết bị đội đủ để phục vụ hoạt động đội trong nhà trường. 2. Thuận lợi và khó khăn. Thuận lợi, được sự quan tâm của các cấp, các ban ngành lãnh đạo của địa phương, đặc biệt việc chỉ dẫn tận tình của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, tổng phụ trách đội và anh chị phụ trách là giáo viên chủ nhiệm của các chi đội và toàn thể đội viên trong nhà trường. Được sự quan tâm hỗ trợ của hội phụ huynh học sinh, đa số các bạn đội viên chăm ngoan giỏi và say mê hoạt động đội. Trường có quy mô nhỏ, ít lớp, về khó khăn, một số ủy viên chuyên môn trong ban chỉ huy liên đội chưa mạnh dạn, biết linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành liên đội. Một số anh chị phụ trách chưa quan tâm đến phong trào đội của nhà trường.
đa phần gia đình học sinh gặp khó khăn về kinh tế nên nhiều em phải giúp gia đình, điều ấy ảnh hưởng đến sinh hoạt nội. Ba, những kết quả đạt được. Đổi mới phương thức triển khai phong trào và các hoạt động chăm sóc hỗ trợ thiếu nhi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Các chi đội chủ động nghiên cứu phối hợp chuyển đổi linh hoạt hình thức triển khai các chương trình hoạt động tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia phù hợp an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động đổi tương tác giao lưu trực tuyến, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, hướng dẫn kỹ năng học tập trực tuyến, giữ gìn vệ sinh phòng chống dịch Covid-19 cho thiếu nhi, đẩy mạnh triển khai chương trình chia sẻ cùng em thơ chung tay vượt qua đại dịch. Trong đó tập trung các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi phải cách ly tại các cơ sở y tế, thiếu nhi là con của cán bộ chiến sĩ y tế, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, vận động nguồn lực xã hội hóa, trao tặng học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt, chuẩn bị bước vào năm học mới, chủ động rà soát nắm tình hình học sinh trên địa bàn, vận động các em học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường. 2. Triển khai thực hiện phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Cảm ơn trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và của địa phương. Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trong nhà trường, qua các kênh thông tin của tổ chức đoàn đội, các chi đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát quốc ca và nâng cao các lượng sinh hoặc liên đội dưới cơ hàng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương đất nước, chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ, về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt, duy trì nguyên cứu chuyển đổi, nâng cao hiệu quả sinh hoạt khi chủ đề, chủ điểm. Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng. Phù hợp với tình hình mới, tiếp tục tổ chức hiệu quả sáng tạo ngày hội tiên bước lên đoàn trong các chi đội trường. Các chi đội tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt công tác trào quốc tỏ, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động về trong đất nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh lịch sử, gia đình chính sách có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần thương ái, giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai dịch bệnh, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, giúp đỡ, chia sẻ với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình em yêu văn hóa nhân dân gian do hội đồng đội huyện phát động. Các chi đội tiếp